Được thành lập từ năm 2013, đến nay công ty cổ phần dược phẩm xuất nhập khẩu Tâm Phúc đã khẳng định được tiềm lực và vị thế của mình trong lĩnh vực dược phẩm. Bằng tâm huyết, bằng sự sáng tạo, Tâm Phúc tự tin mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng tốt nhất, được Bộ Y tế, Cục An toàn Thực phẩm chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi đã và đang cung cấp các thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Tazocool S, Tafugol, Zikafix, Taung Kasi, Taung Baby, Tafumin, Omega 369, Tafu Ginkgo, Tafu Gakit, Tafu Ferone Bione, Tafu Cumin, Tafu Arginin, Đại tràng và Collagen. Và đặc biệt, Dược Tâm Phúc cung cấp dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc ho từ thảo dược, cảm bổ phế EV dùng cho cả gia đình, thuốc dạ dày Tafu Gakit 68 giúp bảo vệ chức năng gan, Tafu Gel L9 dùng cho người dạ dày trào ngược, bổ mắt DHA IQ Max, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt trẻ. Sản phẩm cảm bổ phế EV với thành phần chủ yếu từ húng chanh, cát cánh, cao lá thường xuân, mơ muối, quất, mật ong, cam thảo giúp bổ phế, hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do ho kéo dài, dùng cho mọi lứa tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tafu Gakit 68 với thành phần chủ yếu từ kim ngân hoa, artiso, nhân trần, diệp hạ châu, huyền sâm, cam thảo giúp thanh nhiệt, giải độc gan, mát gan, bảo vệ và hỗ trợ giảm tình trạng nóng trong người. Thực phẩm dành cho trẻ em bị nóng trong như rôm sẩy, mẩn ngứa, nổi mề đay, mụn nhọt, vàng da, kém ăn, mệt mỏi, táo bón. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tafu Gel L9 được chiết xuất từ mật ong, magnesi hydroxit, chè dây, lá dung, lá khôi, dạ cẩm, bình vôi và nghệ vàng. Sản phẩm giúp hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm axit dịch vụ, hỗ trợ giảm viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản và bổ mắt DHA IQ Max, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt trẻ, giúp bổ sung omega 3 và vitamin E cho cơ thể, hỗ trợ giảm tác hại oxy hóa, giúp tăng cường thị lực và làm giảm triệu chứng khô mắt, mỏi mắt, nhìn mờ. Sản phẩm dành cho trẻ bị giảm thị lực, cận thị, viễn thị, loạn thị, khô mắt, mỏi mắt, nhìn mờ, quáng gà, nhức mắt, chảy nước mắt. Tất cả các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín đạt tiêu chuẩn. Với hơn 6 năm đi vào xây dựng và phát triển, Tâm Phúc đã trở thành một đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm mà Tâm Phúc đưa ra thị trường đều đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và sự an toàn tuyệt đối. Đội ngũ nhân viên Tâm Phúc giàu kinh nghiệm, tận tâm, trách nhiệm trên từng sản phẩm cùng trang thiết bị hiện đại luôn được đầu tư cải tiến, đảm bảo không có bất kỳ sai sót hay khiếm khuyết nào xảy ra ảnh hưởng đến sản phẩm. Hiện nay, Tâm Phúc đang phân phối các sản phẩm cho nhiều nhà thuốc trên thị trường tại Hưng Yên và các tỉnh thành cả nước. Bên cạnh đó, sự tin tưởng của khách hàng là động lực để chúng tôi phát triển. Bằng tất cả đam mê, lòng yêu nghề, tập thể Tâm Phúc đã cùng nhau phấn đấu hết mình vì mục tiêu chung xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, phát triển. Và hơn hết, Tâm Phúc luôn thấu hiểu, tôn trọng triết lý kinh doanh là yếu tố phát triển bền vững, làm trọng tâm trong chiến lược kinh doanh. Cùng phương châm, đặt chữ tín và chữ tâm lên hàng đầu, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ Công ty Cổ phần Dược phẩm xuất nhập khẩu Tâm Phúc, địa chỉ Tiên Xá 2, Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên, hotline 022-1395-2568 hoặc 0989-009-879. Dược Tâm Phúc, phúc muôn nhà.